Mỗi ngày thầy sẽ cho mấy bạn học thêm từ vựng mới ha. Thì ngày hôm nay mình sẽ học thêm những từ vựng về thể thao. Ok, đầu tiên mình có at. At trong trường hợp này đó chính là động từ. Ok, at trong trường hợp này động từ nó sẽ mang nghĩa là diễn. Ok, diễn xuất. Ok, đó diễn hoặc là hành động. Ok, hành động. Ok, ví dụ như là thầy có thể nói là đừng có hành động như vậy. Don't act like this. Ok, vì sau don là chắc chắn là động từ rồi. Ok, thì đừng có hành động như vậy. Ổn ha, thì act nó còn mang nghĩa là diễn, diễn xuất rồi đó. Ok, ví dụ như là anh ấy diễn tệ. Ok, thì có thể nói là he acts tệ là gì? Bad, được không? Không được phải là diễn tệ, phải badly. He acts badly. Hoặc là mình có là anh ấy diễn hay là he acts well. Ổn ha, đó chính là chữ act, động từ là diễn hoặc là hành động. Ok, rồi mình có từ tiếp theo, đó chính là action. Được chưa? Action đó chính là danh từ, nó mang nghĩa là cái hành động. Ok, thầy nói rồi, có action thì chắc chắn là nó phải là danh từ, hành động. Ok ha, rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ có đó chính là active. Ok, active đây chính là một cái tính từ, nó mang nghĩa là hoạt động. Ok, có hoạt động. Hoạt động là như thế nào? Ví dụ mình có núi lửa hoạt động. Ok, đó, ổn ha, đó chính là chữ hoạt động, có hoạt động, cái này tính từ ha. Đó, hoặc là nó còn mang nghĩa là năng động. Ok, nhớ thầy có hoạt động hoặc là năng động. Ví dụ thầy có thể nói là she's an active kid. Con bé ấy là một đứa bé năng động. Ok, đó, thì cô tích, bởi vì cái này là một cụm danh từ, an active kid là cụm danh từ cho nên phải có to be, chủ ngữ xử ích cho nên phải có to be là is. Ok, danh từ là kid thì chắc chắn tính từ thì phải là đứng trước danh từ. Ổn ha, đó chính là từ active. Vậy với bộ là không năng động hoặc là không hoạt động thì chắc chắn là mình sẽ có là gì? Thêm chữ in vào thì mình sẽ có là inactive là không năng nổ. Ổn ha, đó, hoặc là núi lửa không hoạt động. Chữ núi lửa là gì thì thầy sẽ hướng dẫn sau. Rồi tiếp tục mình sẽ có từ actor. Ok, bây giờ mình sẽ có từ actor. Actor nó danh từ, nó mang nghĩa là diễn viên. Ổn ha, đây là diễn viên nam. Còn diễn viên nữ là gì? Thầy sẽ dạy sau. Ok, thì nhớ đây là đó cho chữ act. Rồi, tiếp theo mình sẽ có từ athlete. Rồi, đầu tiên mình sẽ có từ athlete. Đây là danh từ. Athlete, danh từ đó mình nghĩ là vận động viên. Ok, bất kỳ loại vận động viên nào, vận động viên. Ok, tiếp theo mình sẽ có là athletic. Athletic, cái này nó sẽ mang nghĩa là thôi chữ athletic thêm s trước đi. Athletic thêm s trước thì nó sẽ mang nghĩa là điền kinh cho thầy. Được chưa? Điền kinh như thế này đây. Ổn ha, athletic. Ok, còn athletic tính từ nó sẽ có mang nghĩa đầu tiên đó chính là thuộc về điền kinh. Ok, thuộc về điền kinh. Ok, hoặc là thường thì thầy sẽ sử dụng nó kiểu như là một người khỏe mạnh. Được chưa? Bởi vì mấy đứa thấy những người mà vận động viên điền kinh á thì chạy rất là nhanh. Nhanh thì họ là người khỏe mạnh. Ok, hoặc khỏe mạnh hoặc là có thể là mạnh mẽ hay lực lưỡng gì đó, tùy. Ổn ha. Đó thì nhớ những từ này rất là dễ xuất hiện trong đề thi. Đó. Ok, đầu tiên thầy nói lại athlete, vận động viên, athletics, athletics đó chính là điền kinh, và cuối cùng là athletic, khỏe mạnh, lực lượng. Nếu mà thêm s thì nó sẽ danh từ, nó mang nghĩa là điền kinh. Được chưa? Rồi. Phải cố gắng nhớ từ vựng của thầy nha, những từ vựng này rất là phổ biến đó, thầy nói cho biết trước, đặc biệt ở năm 12. Rồi, tiếp theo mình sẽ có từ child. Child thì chắc chắn là biết rồi, là đứa trẻ, đứa bé. Thì một đứa trẻ là a child. Vậy nhiều đứa trẻ bắt buộc là không được child thêm s, phải là children. Nhớ nha, đọc là child nếu mà số lượng là một. Ok, nhưng mà children nếu mà số lượng là nhiều. Ok, rồi tiếp tục nha, mình có childhood. Đó chính là tuổi thơ. Đây là danh từ, các bạn nghĩ là tuổi thơ. Nhớ thầy ha, danh từ childhood là tuổi thơ. Ví dụ như là tuổi thơ của tôi đẹp. Ví dụ như là my childhood is great, hoặc là tuyệt vời đi, fantastic. Ok, hoặc là tôi có một tuổi thơ tuyệt vời. I have a fantastic childhood. Ok, đó, fantastic.
fantastic childhood. Ok, đó, nghe đây. Thì tính từ nó có thể đứng một mình như thế này. Ok, chủ ngữ là my childhood, tuổi thơ của tôi. Ok, rồi tuổi thơ của tôi số ít cho nên phải có is. Rồi tôi có một tuổi thơ tuyệt vời. Thì chắc chắn là chữ có là động từ, không còn to be nữa. Ok, tuổi thơ danh từ cho nên đứng trước nó phải là tính từ tuyệt vời. Rồi, tiếp tục mình sẽ có collect. Rồi, collect là gì? Collect nó là động từ, nó sẽ mang nghĩa là sưu tầm, được chưa? Hoặc là thu gom, được chưa? Đó, nhớ hai nghĩa thầy, sưu tầm hoặc là thu gom. Ok, rồi điểm có danh từ collection, nhớ đọc là collect, nhấn vô âm tiết thứ hai. Collection đó chính là cái bộ sưu tập, bộ sưu tập, được chưa? Hoặc là cái sự mà sự thu gom, nhớ thầy ha. Ví dụ như mình có sưu tầm, ví dụ như là mình sưu tầm tem nè, sưu tầm điện thoại. Còn thu gom là dưới nào, gom lại, thu. Ví dụ như là thầy mấy đứa làm bài xong thì nhiệm vụ của thầy đó chính là thầy sẽ collect cái bài làm của mấy đứa, đó chính là thu lại. Ok, đó thì nhớ thầy, đó chính là động từ là sưu tầm thu gom, còn danh từ là bộ sưu tập hoặc là sự thu gom. Rồi vậy bây giờ có collector. Ok, hồi nãy thầy đã dạy chữ act là diễn viên, act là diễn xuất đúng không? Ok, vậy actor là gì? Đó chính là diễn, ok, là người diễn viên nam. Ok, vậy mình có chữ or đó là biểu thị cho người, nhớ thầy, or là biểu thị cho người. Vậy là collector là gì? Người sưu tập, được chưa? Người sưu tập. Đó, ổn ha. Rồi tiếp theo thầy sẽ có từ entertain. Entertain thầy đã dạy rồi, entertain trong trường hợp này là động từ, động từ ha, kiểu như là giải trí ai đó, giải trí, giúp giải trí đi, giúp giải trí bởi vì động từ mà. Ok, đó, ví dụ như là thầy có thể nói là xem TV giúp tôi giải giúp tôi giải trí. Ok, thì thầy có thể nói là xem TV thì có chữ xem là gì? Watch. Ok, nhưng mà xem TV giúp tôi thì chắc chắn là động từ, làm chủ ngữ thì chắc chắn là phải thêm in, watching TV. Ok, giúp tôi giải trí. Ok, thì có chủ ngữ động từ là entertain. Ok, nhưng nguyên cái này là chủ ngữ sẽ ít cho nên bắt buộc phải thêm s. Watching TV entertains tôi. Ok, me, giúp tôi giải trí như thế này đây. Watching TV entertains me. Ok, thì nhớ entertain ai đó luôn, entertain someone luôn. Ổn ha. Đó, rồi hồi bữa thầy dạy mấy đứa tính từ là gì? Entertaining, đúng không? Tính từ là entertaining, là kiểu như là có giải trí. Có giải trí, ví dụ như là bộ phim này rất là giải trí, thì cái tính chất của nó, cho nên thầy phải dùng tính từ. Thầy có thể nói là that movie is entertaining, được chưa? Đó là một bộ phim giải trí. Ok, hoặc là thầy có thể nói là đây là một bộ phim giải trí. This is một bộ phim giải trí, thì là a, ok, entertaining movie. Ok, nhưng mà bởi đây mình có tính từ là có chữ e ngay đây là nguyên âm, cho nên phải là có phải in vậy thầy. Đây là một bộ phim giải trí. Ok, bởi vì bộ phim là danh từ, giải trí là tính từ, là cái tính chất bộ phim đó. Ổn ha. Và cuối cùng có entertainment, nó chính là ngành giải trí. Thầy là bữa thầy dạy rồi, entertainment hoặc là công ty giải trí cho thầy ha, ngành giải trí, ngành giải trí hoặc là công ty giải trí. Ổn ha. Rồi nhớ những từ này nha thầy, đề thi nó rất là dễ ra những từ này nha, thầy nói cho biết trước. Rồi tiếp theo mình sẽ có từ tiếp theo, đó chính là hero. Hero gọi nó là anh hùng. Ok, giảng viên có là gì? Heroic. Ok, thầy đã nói là có EC đứng cùng thì nó là dấu hiệu của tính từ. Đây là EC là dấu hiệu của tính từ cho thầy ha. Ví dụ như là hồi nãy mình vừa mới học từ gì đấy? Hồi nãy mình vừa mới học từ athletic nè. Athletic có EC đứng cuối cùng thì là dấu hiệu của tính từ. Ok, đó, còn EC mà thêm S thì chắc chắn là dấu hiệu của danh từ cho thầy. Ví dụ là thầy đã dạy mấy đứa là gì? Physics, đúng không? Physics là gì? Đó chính là vật lý là danh từ rồi, đúng không? Đó, từng có, cũng có đuôi EC và S thì dấu hiệu của danh từ. Nhưng mà EC đứng cùng thì nó là dấu hiệu của tính từ. Ok, đó, thì bây giờ có heroic, nó là tính từ thì nó sẽ mang nghĩa là mang tính chất anh hùng. Ok, mang tính chất anh hùng, anh hùng. Ok, ví dụ như là mấy đứa nhớ cái việc mà có cái anh nào đó ảnh đỡ đứa bé, thì đó thì thầy nói là đó là một cái hành động anh hùng, đó là một cái việc làm
anh hùng. Ok, thì mình có chữ việc làm thì nó là danh từ, còn anh hùng thì nó sẽ bổ nghĩ cho cái việc làm, thì chắc chắn là một khi nó bổ nghĩ cho danh từ thì nó sẽ là tính từ. Bởi vì cái tính chất của cái việc đó là gì? Nó rất là anh hùng. Ok, đó thì thầy có thể nói là đó là một cái việc làm anh hùng, thầy có thể nói là that, đó là, that is một cái việc làm anh hùng. Mình có chữ việc làm là chữ gì? Đó chính là chữ act. Hồi nãy thầy nó nói rồi, action là cái hành động, là cái sự hành động thôi. Ok, còn đối với trường hợp là cái việc làm thì thầy sẽ dùng từ act. Nhớ nha, act ngoài mang nghĩa động từ, nó mang nghĩa là mình diễn, ok, hoặc là mình hành động. Ok, thì danh từ của nó là cái việc làm. Nhớ thầy ha, thì đây đó là một cái việc làm anh hùng. Ok, thì anh hùng là tính từ, thì tính từ phải đứng trước, danh từ là heroic. Ok, nhưng mà bây giờ có mấy việc đây? Có một việc thì chắc chắn là phải có ở chứ thầy. That is a heroic act. Ổn ha, đây là một cái việc làm anh hùng. Ok, rồi. Tiếp tục mình có hero là anh hùng nam. Chị mới có heroine. Chị đó chính là anh hùng nữ. Nhớ nha, đây là nữ anh hùng, dịch là nữ anh hùng nè. Nữ anh hùng, ví dụ như Võ Thị Sáu. Ví dụ như là Võ Thị Sáu is a Vietnamese, là người Vietnamese heroine. Không phải hero nha mấy đứa, không phải heroine thuốc phiện đâu nha. Thì Võ Thị Sáu is a Vietnamese heroine là gì? Nữ anh hùng Việt Nam. Ổn ha. Rồi tiếp tục, bây giờ thầy có gì đây? Music là âm nhạc, khỏi nói rồi. Vậy musical bữa thầy dạy rồi là gì? Là thuộc về âm nhạc. Ok ha, ví dụ thầy nói là một cuộc thi về âm nhạc thì thầy có thể nói là cuộc thi về âm nhạc, mình có cuộc thi là danh từ. Vậy về âm nhạc thì chắc chắn là cái tính chất của cuộc thi đó, cái bản chất của cuộc thi đó thì chắc chắn là nó phải là tính từ rồi. Ok, thì thầy có thể nói tính từ thì phải đứng trước danh từ, mà tính từ của âm nhạc đó chính là gì? Musical competition, đó chính là cuộc thi musical competition. Vậy là mấy đứa thử đoán thầy coi, trường âm nhạc là gì? À vậy mà cái trường là danh từ âm nhạc, là cái tính chất của trường đó là học về âm nhạc, cho nên phải là tính từ, thì có là musical school đó. Thầy nhớ là mình có cái bộ phim musical school đó, trường đó là chuyên học về âm nhạc. Ok ha, vậy còn musician là gì? Thầy dạy rồi, musician đó chính là nhạc sĩ. Ok, musician là nhạc sĩ chứ thầy. Ổn ha. Rồi tiếp tục, bây giờ mình sẽ có play. Ok, play đó chính là động từ, đó chính là chơi đúng không? Vậy player là gì? Player là người chơi, được chứ? Người chơi hoặc là vận động viên. Ok, ví dụ có tennis player là vận động viên tennis. Player là người chơi, đơn giản vậy thôi. Ok, còn vậy playful là gì? Mấy đứa nhớ, mình có chữ full thì đây chắc chắn là dấu hiệu của tính từ chứ thầy. Dấu hiệu của tính từ thì chắc chắn thì đây là tính từ. Ok, thì mình có playful. Ví dụ một đứa trẻ mà playful đi, thì một đứa trẻ nó kiểu như là nó thích chơi. Ok ha, nó thích chơi. Cái kiểu thầy có thể nói là ham vui chơi. Ham vui chơi. Ok, hoặc là nó có thể mang nghĩa khác, đó chính là kiểu như là nó hài hước. Được chưa? Hoặc là tinh nghịch. Ok, đó đối với trường hợp mà ham vui chơi đi, ví dụ như là đó là một đứa trẻ. Đó là một đứa trẻ ham chơi. Ok, đó thì thầy đó là một cái chữ đó là gì? That gì đây? That is mấy đứa trẻ đây, một đứa trẻ, cho nên phải là that is. Đó là một đứa trẻ ham chơi. Thì đứa trẻ là danh từ, ham chơi là tính từ, thì tính từ phải đứng trước danh từ. Nhưng mà số lượng là mấy đứa trẻ đây, một đứa trẻ. Ok, gì đây? Playful. Ví dụ đứa trẻ kid. Ổn ha. Còn hài hước tinh nghịch thì ví dụ như thầy có thể nói là mình có thể nói là âm nhạc nó hài hước, hoặc là một cái bài nhạc nó hài hước, nó vui nhộn, hoặc nó khôi hài. Thì có thể nói là playful, ví dụ như là songs, những bài hát mà nó hài hước. Đó, ok ha. Ví dụ mấy đứa nghe những cái bài hát mà ở trên TikTok mà nó vui vui đó. Ví dụ mấy đứa trẻ giống như là cái bài hát rồi mấy đứa trẻ nó hát lại đó. Ok, thì nó gọi là playful songs, những bài hát nó tinh nghịch, nó hài hước. Ok ha, rồi. Tiếp theo mình có sell. Ok, rồi bây giờ thầy sẽ cho mấy đứa coi sell nó là gì. Sell là gì đây? Sail đó chính là mình là lái thuyền, mình lái thuyền có buồm. Ok, vậy sail là lái thuyền có buồm, đây là động từ. Ok, động từ mà thinh in thì chắc chắn sẽ tạo thành danh từ, thì cái sailing là cái gì? Cái trò đu thuyền, cái trò đu thuyền có buồm. Ổn ha, sail là lái thuyền có buồm. Ok, còn danh từ sailing là gì? Cái trò chơi hoặc là cái môn thể thao lái thuyền có buồm.
Ok ha, đây đây kia là sailing nè. Còn chữ cái thuyền bình thường hồi bữa thầy dạy mấy đứa là gì? Boat, cái thuyền nhỏ là đây. Đúng không? Đây là cái boat nè. À, cái thuyền nhỏ nè. Đó, ok. Cái thuyền nhỏ như thế này đây gọi là boat. Ok, còn đi thuyền là gì? Không phải boating mà phải là gì? Go boating. Ok, go boating là đi chơi thuyền. Ok ha. Đó. Còn danh từ boating đó chính là cái việc mà mình đi chơi thuyền. Đó, đây gọi là boating nè. Hoặc là cái này đôi khi mình có gọi là canoe, là cano nè, đúng không? Đó. Rồi, quay lại bài kia. Thì mình sẽ có là gì? Sell là động từ. Thầy nói rồi ha, selling là danh từ. Và seller là gì? Đó là có or thì chắc chắn là người rồi. Và seller là gì? Người lái thuyền. Có buôn. Ổn không? Đó gọi là seller. Ổn ha. Đó, rồi, bây giờ mình sẽ thầy nói luôn chỉ seller, chỉ seller thôi. Chỉ seller thầy bị lộn, seller nó không phải là người lái thuyền nữa mà kiểu như là thủy thủ. Vậy thầy thủy thủ, thầy bị lộn, thủy thủ. Nhớ nha, seller thầy có thể dịch là thủy thủ. Ok. Ví dụ như là ở ngoài Trường Sa đó, gọi những người mà lái lái nó gọi là thủy thủ cho thầy. Ổn ha. Rồi tiếp tục có từ tiếp theo đó chính là sing. Ok, sing là động từ quá khứ là sang. Cột ba của nó là sung. Song là ca khúc, singer là ca sĩ và singing là cái việc ca hát. Ví dụ như là việc ca hát là cái hoạt động yêu thích của tôi. Ca hát là hoạt động yêu thích của tôi. Vì ca hát là gì? Sing, singing, đúng không? Là thì chắc chắn là is rồi. Hoạt động yêu thích của tôi. Hoạt động yêu thích có hoạt động là gì? Activity. Yêu thích cái hoạt động tính chất của nó là yêu thích thì chắc chắn là nó phải là tính từ. Mà có yêu thích là gì? Favorite. Đúng không? Mà của tôi á thì chắc chắn là phải đứng trước my. Đây, singing is my favorite activity. Ok ha. Rồi, tiếp theo. Mình sẽ học thêm vài cái tính từ nữa. Đầu tiên mình có chữ bored with. Bored with, đây là tính từ thì chắc chắn là phải có to be nha. Bored with là chán với ai việc gì đó. Ok, là chán. Chán với ai đó, chán với một việc hay là người nào đó, người nào đó. Ok ha, chán một việc hoặc người nào đó. Thì ví dụ thầy nói là tôi chán, tôi quá là chán với cái ca khúc này rồi. Đó, ví dụ mấy đứa nghe một bài nào đó nghe hoài đi thì mình sẽ chán với ca khúc đó. Thì tính từ thì bắt buộc phải có to be, và tôi thì phải là gì? I am bored with cái bản nhạc đó. Mình có bản nhạc là song, bản nhạc đó. Ok, thì không được nó là song that mà phải là gì? That song cho thầy. I'm bored with that song. Ổn ha. Đó, đó chính là chữ bored. Rồi, tiếp theo mình sẽ có crazy about. Crazy about kiểu như là mình rất là cuồng. Mình không có điên khùng nữa mà kiểu như mình làm cuồng. Ok, cái này tính từ thì chắc chắn là phải có to be rồi, đó là cuồng. Ok, gọi là mình yêu cái gì đó điên cuồng. Ví dụ như là tôi rất là thích ví dụ như Jack đi ha. Đó, ví dụ như là I am crazy about, ví dụ như Jack là mình là fan cuồng của Jack. Ổn ha. Rồi, thì mấy đứa nhớ sau sau những cái này, cái with này, cái about này, cái as này, cái in, cái on này, thì cái này thầy sẽ gọi là giới từ. Mấy đứa nhớ những cái này sẽ gọi là giới từ, mà sau giới từ thầy sẽ luôn luôn là danh từ hoặc là động từ thêm in. Ví dụ như là tôi chán học tiếng Anh rồi thì có thể nói là I'm bored with. Ví dụ như học là gì? Learn, đúng không? Mà sau sau giới từ thì bắt buộc là phải thêm in cho thầy. I'm bored with learning, ví dụ English. Ổn ha. Rồi tiếp tục em có là tôi rất là thích, ví dụ như là tôi rất là thích ca hát đi, đơn giản. Ok, thì có thể nói là gì? I'm crazy about, ví dụ như là singing, đúng không? Thì sing là hát, cái việc ca hát phải thêm in cho thầy. Sau about phải là một cái động từ thêm in hoặc là một cái danh từ. Ok ha. Rồi tiếp tục mình có good at. Good at là giỏi về gì đó thì sau đó cũng phải là danh từ, đúng không? Đó, ví dụ như là anh ấy giỏi về điền kinh. Ví dụ như là người diễn viên đó giỏi điền kinh. Giờ kết hợp những từ vựng đi. Người diễn viên đó giỏi điền kinh. Người diễn viên đó là gì? Người diễn viên là actor. Ok, vậy người diễn viên đó phải bắt buộc là gì? That actor giỏi. Ok, that actor là mấy người diễn viên đây? Một người diễn viên. Thì to be, bởi vì mình còn giới từ mà giỏi là giới từ rồi, tính từ rồi, cho nên là phải có to be với thầy. That actor is giỏi, good at. Với giỏi về, ví dụ như là điền kinh đi, thì em có điền kinh là gì? Athletics, như thế này đây, thêm s cho thầy.
Okay, cho nên thầy có thể nói là người diễn viên đó rất là khỏe mạnh. Thì thầy có thể nói là that actor is khỏe mạnh là gì? Thầy có sẽ athletic, có S không? Chắc chắn là không vì tính từ. Còn mà thêm S là danh từ là điền kinh. Ổn ha. Rồi nhưng mà sau sau add là giới từ thì chắc chắn sau nó cũng phải là một cái động từ. Ok, ví dụ như anh ấy giỏi diễn xuất đi. Anh ấy giỏi diễn xuất. Bây giờ thầy có ví dụ như là người thủy thủ, người thủy thủ trên người thủy thủ trên trên cái thuyền đi. Đó thì có thể nói là người thủy thủ trên thuyền. The thủy thủ là gì nhớ không? Sailor. Được chưa, đọc là sailor. Thầy lộn, sailor. Người thủy thủ ở đâu trên thuyền? Người thủy thủ trên thuyền. On the thuyền là gì? Boat. Ok, ví dụ giỏi về is good at, giỏi về diễn xuất. Mình có thầy có đã dạy mấy đứa chữ diễn xuất là chữ gì? Đó chính là chữ act. Đúng không? Đó chính là chữ act. Đây, good at, act. Hồi nãy thầy nói rồi, act là động từ là diễn đúng không? Ok, nhưng mà danh từ nó là cái việc làm, cái hành động. Ok, vậy mà có sau act thì động từ phải như thế nào? Thêm ing. The sailor on the boat is good at acting. Ổn ha. Rồi, đó chính là chữ good at. Rồi tiếp theo mình có chữ interested in. Rồi thầy sẽ có chữ interested in. Đó chính là thích thú. Ok, đó, đơn giản thích thú. Chắc chắn là cái này là mấy đứa đã học rồi. Đó, ví dụ là tôi thích môn ví dụ như là tôi thích nãy giờ mình nói về việc gì ta? Đấy, tôi ví dụ tôi thích căng bùi lướt sóng đi. Ok, thì interested in ví dụ như là lướt sóng đúng không? Nãy thầy dạy lướt sóng căng bùi lướt sóng. Đây, sailing. Đây là một cái môn thể thao. Ok ha, I am interested in sailing. Ok, thì ta phải lấy danh từ sailing là cái việc mà mình chơi môn thể thao lái thuyền có buồm. Ổn ha, I am interested in sailing. Vậy thầy nói là cái việc, cái trò, cái môn thể thao lái thuyền nó gây hứng thú cho tôi. Ok, thì mình có chữ sailing đúng không? Cái môn thể thao nè, lái thuyền có buồm. Ok, gây hứng thú cho tôi. Thì cái này chủ động đó đúng không? Thì gây hứng thú bữa thầy dạy là gì? Interest. Ok, đúng không? Rồi phải thêm S vào cho thầy. Selling interest I, tôi, me. Mấy đứa hiểu câu này chưa? Đó, thì I am á, thì I am interested in. Ok, còn đối với trường hợp gây hứng thú ai đó thì interest someone luôn. Ok, thì có động từ nguyên mẫu là interest này, nhưng mà chủ ngữ số ít cho nên động từ phải thêm S. Ổn ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ có keen on. Mình sẽ có keen on là gì? Keen on nó cũng y chang như là interested in luôn, nó kiểu như là thích thú. Ok, mà trong trường hợp này thì có chỉ là đam mê cũng được, đam mê. Đam mê, thích thú một việc gì đó hoặc là thích cái gì đó, đơn giản. Thầy mấy đứa, thay vì mấy đứa nói là I am interested in selling, thầy có thể nói là I am keen on selling. Và thầy nói luôn on nó cũng là giới từ, cho nên là một khi sau giới từ thì động từ phải thêm in cho thầy. Ví dụ là tôi thích vẽ đi. Ok, thì thầy có thể nói là gì? I am keen. Thôi cái vận động viên đó đi. Cái vận động viên đó, that, ví dụ athletic, athlete, thầy xin lỗi, athlete. Cái vận động viên đó thì đam mê cái việc hội họa. That athlete. Đây có mấy người đây, thì một người phải là is, bởi vì keen on nó là tính từ rồi. Is keen on, ví dụ vẽ, mình có chữ vẽ là gì? Vẽ hội họa đôi đó, mình có chữ pen là vẽ đúng không? Hoặc là sơn. Đây, đây chính là vẽ hoặc là sơn, pen là vẽ hoặc sơn. Ví dụ như là bức tranh hình chữ nhật là viết mấy cái cỏ đó. Ok, thì đó là vẽ. Ok, còn đối với trường hợp nhà thì mình là sơn. Ok, thì mình thích thì chắc sau đó thì động từ phải thêm in. That athlete is keen on painting. Được ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ có gì đây? Popular, mình có chữ popular là gì? Đó chính là phổ biến. Popular, đó chính là phổ biến. Ok ha, đó. Popular là phổ biến, ví dụ như là cái bài nhạc đó phổ biến trên TikTok. That song, ví dụ cái bản nhạc mà tinh nghịch đó. Ok, tinh nghịch là gì? Playful. That playful song, ok, nó đang phổ biến trên TikTok, is popular on TikTok, chẳng hạn vậy. Được chưa? Đó, that song is, that playful song là cái bản nhạc tinh nghịch đó. Ok, thì có bản nhạc là song. Ok, tinh nghịch là playful, bản âm nhạc đó thì tiếng Anh nó sẽ ngược lại tiếng Việt của mình. Ok ha, thì nó phổ biến trên TikTok bởi vì popular đó là danh từ, ở tính từ rồi cho nên phải có to be với thầy. Ok, còn popular with là gì? Phổ biến với ai đó. Popular with là phổ biến với ai đó.
Ok, đó ví dụ như là mình nói là cái bản nhạc tinh nghịch đó thì nó phổ biến với ví dụ như là những tuổi chuyện với tuổi teen trên TikTok thì có thể nói là gì? That song is popular với popular with tuổi teen thì đơn giản teen tìm s này. Ok, on TikTok nhanh gọn. Ok ha. Đó chính là những cái tổng cộng hình như là bao nhiêu từ ta, hình như ha 10 từ có 10 từ à. Ok. Đó. Bây giờ thầy hình như là còn cái nào nữa không ta? Đó, hết rồi. Có nhiêu đó chứ mấy. Rồi, thì về nhà coi lại kỹ với thầy những cái bài này nha, thầy sẽ giao bài tập cho mấy đứa. Ok, nếu mà không hiểu gì thì quay lại để nghe. Ổn ha. Rồi, sao?